Các bạn biết không, ngoài những cái thứ mà chúng ta mặc thường ngày, sử dụng thường ngày, đó là quần áo các bạn ha, nói chung thì đôi khi không phải là ngày nào chúng ta cũng giặt quần áo hết á. Ở gia đình thì thường một tuần giặt 2 lần hoặc là 3 lần, nói chung là 2 ngày 3 ngày chúng ta mới giặt quần áo một lần. Nhưng có một thứ mà các bạn xài gần như là mỗi ngày, nhưng mà chắc mỗi năm mới đem đi giặt một lần, mà cái đó nó ảnh hưởng trực tiếp, nó tiếp giáp trực tiếp với thân thể của chúng ta. Đó, quần áo chúng ta mặc trên người, nhưng cái thứ này chúng ta lại đội trên đầu mà rất là hiếm khi các bạn đem đi giặt. Và đây là chiếc nón bảo hiểm, các bạn nhìn nha. Các bạn nhìn cái nón bảo hiểm nè, đó. Nhiều người là gần như là mình thấy rất là ít khi chịu đem nón bảo hiểm đi giặt. Đây, các bạn nhìn đây. Đó. Đây là bảo hiểm mà nón tốt nữa chứ không phải nón thường nha các bạn, nón sơn đàng hoàng luôn đó. Mà sử dụng xong rồi để đó tới chừng mà có nhu cầu đổi thêm hay là đại thể gì đó thì lấy ra thì bị móc meo như thế này. Cái này là do chúng ta là đội thường xuyên nhưng mà không chịu giặt giũ thường xuyên. Để nó qua một bên bắt đầu nó ẩm móc nó lên. Đó, cái này còn thấy còn móc còn đi vệ sinh, đi giặt, đi rửa. Chứ còn có nhiều cái chúng ta đội hàng ngày, chúng ta tấp cái dơ lên cái mái đầu của mình các bạn. Nói sao mà cứ bị ngứa đầu, thay hết dầu gội này tới dầu gội kia mà nó lại không bao giờ mà nó hết ngứa đầu. Thì những cái tác nhân ngoại lai á, nó từ ở đây mà nó ra nè. Đó. Nón bảo hiểm á, chạy ngoài đường xong tới đâu dừng lại á, là chúng ta thường hay treo nó lên chiếc xe. Rồi nắng mưa bụi bặm nó tấp vô cái 2-3 tiếng đồng hồ sau lấy lên đội đầu. Còn không, có những người có cái cốp xe đó thì để vô trong cốp xe, mà các bạn biết rồi, cốp xe nó rất là hầm, nó rất là nóng. Đó, chúng ta đội đầu thì chúng ta có mồ hôi nó thoát ra, nó thấm lên những cái miếng vải như thế này, rồi chúng ta lại cho nó vô cái môi trường ẩm nóng ở trong cái cốp xe nữa, nó lại phát sinh ra những cái khuẩn nấm mốc nữa các bạn. Mà các bạn biết rồi, cái khuẩn nấm mốc rất là ghê các bạn. Thực sự là nó gây chết người đó chứ không phải là không đâu. Nói ra thì có vẻ ghê gớm quá phải không các bạn? Nhưng mà thực sự là nó là như vậy đấy. Rồi các bạn chịu khó thường xuyên cứ đem nón bảo hiểm tới tiệm ủi bá hỷ nha, mình vệ sinh giặt giũ sạch sẽ cho các bạn luôn nha. Đó, giặt ok cho các bạn luôn. Nón mà nửa đầu là 20.000, rồi 1/2 đầu là 25, còn full face là 30-35 tùy theo những cái dạng giống như nón mô tô các bạn. Chỉ có 15, 20, 25, 30 ngàn thôi các bạn. Nhưng mà chúng ta bảo vệ được sức khỏe của mình nha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn nha. Xin chào và xin hẹn gặp lại.